Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh về những bông hoa nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Sẽ tô này màu cam nhé. Màu cam mình sẽ tô cho cánh hoa.